Ồ. Ồ. Như vậy đó cả nhà. Mới tính vlog chào khán giả, chào cô chú anh chị nha. Bữa nay mình tiếp tục hành trình đi thả lưới nha cả nhà. Mình con này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người. Bỏng qua cả nhà rồi. Nhìn vậy đó cả nhà. Mặt trên đây. Thì bái rồi đó. Đến hai con. Còn cái lực biển. Chỗ này nhà mới ngon lắm, chỗ đừng cùng. Cũng dễ dính thôi nha. Quá ngon. Cái gì vậy trời? Cái coi. Ô, khổng lồ. Thấy nha. Ôi ô coi nè. Bà trời con. Quá khủng luôn rồi, quá nặng, quá trời nặng luôn. Thử cái cái gì dữ dằn ai ngờ. Quái quật. Đây nè. Quái quật thiệt. Tì cả nhà, tì này ngon này, cả nhà, ô ô, con này,
Có khi bự cả nhà. Ủa đây con đó cả nhà. Ba con rồi luôn, con là bốn con luôn. Chỗ bốn con đó nha. Đây. Đây. Thấy ăn chưa? Đọc lên lại nè. Đây. Ông hỏi cái dính cá khắc lát luôn. Hiếm. Qua chợ quân này. Còn nữa nha. Đây hai con. Cũng có cho cả nhà mình xem. Mới đi ăn hồi chiều giờ cả nhà, nó hơi tối rồi nha, cả nhà không tám. Đây cho cả nhà xem. Cá này nó bự cả nhà, nãy dính. Cá này quá trời luôn, cá này có 300 gram đó nha. Bàn tay tính không có xi nhê gì đó cả nhà. Kiển cả nhà. Cá lộc kiển khổng lồ. Cá lộc kiển khổng lồ cả nhà. Nó phi cũng bự bự cả nhà. Nó phi nhiều quá cả nhà. Tính cũng kết thúc video tại đây nha. Nhớ cho một like, một share, một đăng ký nha. Thật kỳ quá trời mặt bằng cả nhà.